Xin chào quý vị và các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lớp generic ở trong ngôn ngữ lập trình Java nhé. Đây là cái bài mở đầu liên quan đến cái phần generic. Thì generic ở trong Java có nghĩa là chúng ta sẽ viết code và cái code đấy có thể tái sử dụng cho rất là nhiều kiểu khác nhau. Và khi mà muốn xác định là sử dụng với kiểu nào, chúng ta chỉ cần truyền cái kiểu tương ứng vào làm cái tham số của lớp, của hàm, của interface tương ứng. Ví dụ bây giờ mình sẽ show cho các bạn, đó là cái lớp ArrayList này. Thì đây chính là một cái lớp generic. Tại vì cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết lớp generic đó là nó có cái cặp móc này này. Và trong cái cặp móc đấy thì sẽ chứa cái tham số, chính là cái kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn sử dụng. Ở đây khi mà mình muốn tạo ra một cái danh sách của các string thì mình đơn giản là truyền string vào. Nếu như mình muốn tạo ra danh sách của các giá trị integer thì chúng ta cũng truyền cái tham số là integer tương ứng vào. Bây giờ mình muốn tạo ra danh sách của các pair đấy, thì mình truyền cái kiểu tương ứng của mình vào. Được chưa? Thì các bạn thấy là cái này nó rất là mềm dẻo, nó có thể đáp ứng bất kỳ cái kiểu hợp lệ nào đó. Ok, thì lúc này cái lớp ArrayList nó chỉ viết đúng một lần. Còn đúng ra nếu không sử dụng cái generic này thì với mỗi một cái kiểu chúng ta sử dụng, chúng ta lại phải viết lớp một lần. Thế nó rất là cồng kềnh, nó rất là nhiều cái vấn đề. Mà vẫn cùng với chức năng là giả sử chúng ta muốn lưu trữ một cái danh sách của những cái phần tử đấy. Đấy. Ok, một số những cái ví dụ khác mà chúng ta có thể sử dụng cái generic đó là giả sử chúng ta muốn viết một cái phương thức để sắp xếp các phần tử trong một cái danh sách. Thì chúng ta có thể viết cái phương thức đấy là một cái phương thức generic. Sau đó thì với ứng với mỗi một cái kiểu hỗ trợ cái việc so sánh ấy, thì cho truyền cái danh sách các phần tử đấy vào. Chúng ta sẽ có thể nhận được cái chức năng đó là sắp xếp. Hoặc là một cái ví dụ khác, chúng ta muốn in ra một cái giá trị nào đó. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta viết cái phương thức của chúng ta thành một cái phương thức generic. Và khi muốn hiển thị giá trị của một cái gì đấy thì chúng ta chỉ cần truyền nó vào làm tham số thôi. Thế là xong. Trong khi mà chúng ta muốn hiển thị đấy, thì nếu không sử dụng generic thì mỗi một cái lần hiển thị của một cái kiểu cụ thể, chúng ta lại phải viết cái phương thức hiển thị một lần. Như vậy thì các bạn thấy là cái lợi ích của generic thì nó rõ ràng rồi. Thứ nhất đó là nó làm cho cái chương trình ta rõ nghĩa hơn, để dễ đọc hiểu. À, nhìn vào đây là biết mình muốn tạo ra một cái danh sách của những cái object tạo ra từ cái lớp pair. Hay hiểu cái khác đó là đối với cái array này thì nó chỉ có thể chứa các đối tượng của cái lớp pair mà thôi. Tiếp theo, khi mà chúng ta thực hiện là giới hạn cái kiểu nằm trong một cái list của mình như thế này, thì cái việc mà thực hiện những cái thao tác cho những cái phần tử trong một cái list chẳng hạn thì nó sẽ rất là an toàn. Đấy, nó sẽ luôn đảm bảo là những cái đối tượng ở trong đấy nó sẽ có cùng cái đặc trưng, đặc điểm, phương thức, thuộc tính. Đấy, chúng ta khi mà gọi thì chúng ta sẽ không sợ nó bị lỗi hay bị cái gì. Ok, bây giờ chúng ta đã tóm tắt qua những cái đặc trưng và những cái lợi ích của generic rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng của cái bài này. Đó là chúng ta sẽ tự định nghĩa ra cái lớp generic nào đó theo cái mong muốn của chúng ta. Bây giờ mình có một cái kịch bản, đó là mình đang học một cái ngoại ngữ nào đấy. Mình muốn lưu trữ cái gọi là nghĩa của từ với lại cái từ tương ứng. Ví dụ mình học một cái từ tiếng Anh, mình muốn dịch nghĩa nó sang tiếng Việt và mình lưu trữ lại cái cặp từ cũng như nghĩa của từ ấy. Nếu như các bạn đã sử dụng ví dụ như Google Translate thì các bạn cũng sẽ thấy rất là rõ cái điều này. Mỗi khi chúng ta gõ một cái từ nào đấy vào thì nó sẽ chuyển đổi cái từ của chúng ta đấy từ một cái ngôn ngữ lựa chọn trước, chuyển thành một cái, tức là chuyển thể nó, dịch nghĩa nó sang một cái ngôn ngữ cụ thể khác. Đấy, thì người ta hoàn toàn có thể áp dụng cái pair này để làm. Và khi mà chúng ta viết cái phương thức generic hay cái lớp generic hay interface generic, nói chung là viết cái thành phần generic, thì cái tham số để truyền vào cái thành phần generic đấy là không giới hạn. Ok, thì bây giờ mình đơn giản là mình chỉ lưu một từ với nghĩa của từ tương ứng thôi. Giả sử tiếng Anh sang tiếng Việt thì chúng ta chỉ cần ở đây mình sẽ viết là hai tham số, thì cái thành phần generic nó sẽ là nằm ở trong cái móc này. Ở đây mình sẽ chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt và cái kiểu mình nhận vào thì nó rất là đa dạng. Ví dụ mình nhận vào một cái string và một cái string. Nếu như ở trong này có nhiều hơn nhiều hơn một cái tham số thì cái mà chúng ta
phân tách chúng là dấu phẩy. Nhưng ở đây thường thì chúng ta sẽ không có viết cái kiểu cụ thể ở đây, mà chúng ta sẽ ký hiệu nó bằng một cái chữ cái hoa nào đấy. Ví dụ như là mình sẽ đặt nó là K với lại V, ký hiệu viết tắt của key value. Trong đó key chính là cái từ mà chúng ta muốn dịch nghĩa, V value chính là cái giá trị đã được dịch sang nghĩa của ngôn ngữ tương ứng. Thì ở trong này mình sẽ tạo, tức là nó cũng là một cái lớp bình thường thôi, thì mình sẽ tạo ra một cái private. Lúc này kiểu T thì mình K chứ, thì mình sẽ đặt nó là key, sử dụng để lưu từ. Tiếp theo mình sẽ tạo ra private V, mình đặt là value, thì cái này sử dụng để lưu nghĩa của từ. Ok, bây giờ thì mình sẽ chèn ví dụ constructor này, chọn hết. Tiếp theo mình sẽ chọn insert code và tiếp tục tạo các getter setter cho nó. Đấy, như thế này. Chọn. Thì lúc này sau khi mà làm xong như thế này ấy, thì chúng ta đã tạo được một cái lớp pair. Trong đó thì cái lớp này nó sẽ nhận vào hai cái tham số tương ứng để lưu trữ từ và nghĩa của từ. Giả sử chúng ta muốn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đấy thì được hết. Hoặc là chúng ta có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, từ tiếng Pháp sang tiếng Trung Quốc sang tiếng Hàn sang tiếng Việt. Đấy, tùy. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã tạo ra một cái lớp pair ra như thế này thì chúng ta có thể ghép cặp bất kỳ cái thứ gì mà chúng ta thích với nhau. Ví dụ như là cái lớp pair này chúng ta cũng có thể sử dụng để ghép hai person với nhau. Ví dụ chúng ta muốn là thực hiện là ghép cặp những cái đôi đang yêu nhau chẳng hạn, thì K thì có thể mình quy ước K đó là người nam chẳng hạn, V là người nữ. Hoặc là bây giờ chúng ta ghép cặp các vợ chồng thì K có thể là người nữ, V có thể là người nam chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta chỉ cần truyền những cái tương ứng vào, tức là chúng ta có thể sử dụng được. Như vậy thì các bạn đã thấy là cái generic nó rất là điêu luyện ở chỗ chỉ cần viết ra một lần như này mà chúng ta có thể sử dụng với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái lớp generic của mình bằng cách là đây mình tạo ra cái pair và mình truyền hai cái kiểu mà mình muốn sử dụng ở trong cái pair này. Okay. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng cái string chính là cái tham số thứ nhất, đấy, K. Tham số thứ hai V mình truyền vào đây nó cũng là string. Như vậy có nghĩa là cái K và V ở bên kia chính là hai cái string. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ đặt cái này là one, sẽ bằng new một cái pair luôn. Chỗ này là mình sẽ để ngoặc tròn đây. Và ở trong này thì mình sẽ truyền vào nó hai cái giá trị key value. Ví dụ ở trong tiếng Anh one thì dịch sang tiếng Việt nó là số 1. Số 1 chẳng hạn. Đấy. Ok. Tiếp theo bây giờ mình có thể làm tương tự cái này. Mình copy lại đi. Và mình sẽ paste lại khoảng vài lần như này. Thì bây giờ mình sẽ có thể chuyển cái này thành con chó chẳng hạn. Đấy, thì ở trong tiếng Anh dog, cái này là mình có thể ở đây là mình viết như thế này. Giờ ở đây có một con cat, thì ở đây là cat, đây là con mèo nói chung. Đấy, thì các bạn đã thấy là ứng với mỗi một từ ở tiếng Anh chúng ta dịch nó sang nghĩa tiếng Việt tương ứng. Ok, thì cái này cũng hoàn toàn có thể áp dụng được đối với nhiều cái loại khác nhau. Ví dụ khi mà chúng ta mua một cái smartphone, ví dụ iPhone 12 Pro Max, thì chúng ta sẽ có cái giá tương ứng. Ok, rồi bây giờ mình ví dụ luôn. Bây giờ mình muốn tạo ra một cái pair của một cái string với lại một cái integer chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ đặt ra đây là iPhone, gọi nhầm, iPhone 12 chẳng hạn. Thì lúc này mình hoàn toàn có thể bằng new. Lúc này các bạn thấy là cái pair của mình đã thay đổi rồi. Đó. Thì lúc này là một cái string và một integer. Cho đó string chính là cái sản phẩm của mình, và integer bây giờ mình sẽ ghép với giá tương ứng. Ví dụ cái
Mình là cái iPhone 12 Super Pro Max như thế này. Thì cái giá tương ứng của cái thằng này ví dụ nó là 2.000 đô chẳng hạn. Đó. Chọn. Rồi bây giờ mình muốn ghép cặp một cái khác đi. Bây giờ mình làm pair. Pair của hai student hoặc là hai hai người đi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái lớp person. Đấy, trong cái lớp person này thì mình sẽ có một cái private string name thế này thôi. Sau đó thì mình truyền cái constructor vào cho nó. Đây. Và ở đây thì mình sẽ insert cái get set cho nó đi. Chọn vào. Sau đó thì ở trên này này. Bây giờ mình muốn ghép cặp ví dụ như là một đôi đang yêu nhau đi. Thì mình sẽ ghép một cái person với lại một cái person. Giờ mình sẽ đặt là couple one, tức là đôi thứ nhất sẽ bằng new pair này. Ok. Và bây giờ thì trước khi thực hiện thì mình sẽ tạo ra một cái person ở trên này. Person ví dụ người nam trước. Người nam bằng new một cái person. Đặt tên cho người này ví dụ như là anh ấy tên là anh Hưng gì đấy. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái person khác female. Người nữ cũng bằng new một cái person. Cô này tên là Phương nhỉ ạ. Đấy. Thế sau khi thực hiện như thế này xong thì mình có thể ghép cặp hai người này với nhau. Ví dụ male and female. Đấy. Rất là hay vào nào. Đấy thì cái lớp ghép cặp của mình này các bạn thấy là nó được sử dụng rất là đa dạng, có thể được sử dụng để ghép cặp hai cái từ và nghĩa của từ của hai ngôn ngữ khác nhau, có thể sử dụng để ghép cặp một cái sản phẩm nào đó với cái giá của nó chẳng hạn. Đó là chúng ta có thể ghép cặp hai cái người nào đó là một đôi. Ok. Và sau khi mà chúng ta thực hiện như thế này thì chúng ta có thể lấy ra sử dụng. Đấy, rất là đơn giản luôn. Thì lúc này chúng ta có thể làm gì đó với những cái thứ này tùy. Ví dụ muốn thực hiện sắp xếp tìm kiếm rồi là muốn tính toán cái gì đấy là cái quyền của các bạn. Và bây giờ giả sử là sau khi thực hiện xong như thế này thì mình có thể truy xuất lại xem là với mỗi một cái từ thì nghĩa của nó như thế nào. Ví dụ như là bây giờ one chấm lúc này get key chọn thì mình sẽ cộng với cái nghĩa của nó cộng với one chấm get value. Ok. Thì lúc này khi mà mình thực hiện chạy cái chương trình thì chúng ta sẽ nhận được cái tương ứng one chính là số 1. Tương tự như thế các bạn làm đối với những cái ví dụ khác nhỉ. Và sau đó thì thích làm gì tùy. Và đấy chính là một cái ví dụ mình tạo ra một cái lớp pair có hai cái tham số. Các bạn có thể cho ở đây n tham số tùy. Nhớ là tên của các tham số lúc này nó phải thường các chữ cái phải khác nhau nhé. R, P, Q, S, C và vân vân. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm như thế này, có bao nhiêu tham số thì khi chúng new để ta sử dụng thì chúng ta phải điền bằng đấy tham số. Đây, mỗi tham số là một kiểu nhớ nhá. Kiểu này thì nhớ là không bao giờ được điền những cái kiểu nguyên thủy mà phải sử dụng những cái kiểu ở cái dạng class của nó ấy. Nếu mà các kiểu nguyên thủy các bạn sẽ phải sử dụng các lớp bao của nó. Ok, thì đấy là cái ví dụ và mình đã thực hành cho các bạn hiểu về cái lớp generic ở trong cái ngôn ngữ lập trình Java rồi. Trong bài kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái gọi là phương thức generic. Ở đây thì là lớp generic. Tương tự đối với interface generic thì các bạn cũng để cái cú pháp như thế này ở đằng sau tên của interface. Ok, chúng ta kết thúc cái nội dung video này tại đây.